Sáng ngày 25 tháng 12, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10 với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương bổ sung hai nhân sự giữ chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, gồm anh Nguyễn Nhất Linh, Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, và anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Cùng với đó, hội nghị cũng thảo luận và hiệp thương bổ sung nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thư ký, Ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023.